niềm vui khi được du quy với người mình yêu. Và thái độ thay đổi của bà Hội đã thắp nên ngọn lửa lòng ấm áp đầy hy vọng cho Hoa. Má thấy dễ chịu không má? Được đó. Con nhỏ đó coi vậy chứ kể ra cũng hiểu chuyện à. Nhưng hạnh phúc ấy liệu có bị dập tắt khi Bích luôn cay cú chực chờ cơ hội chia cách Thành và Hoa? Còn Hoa, nó giả bộ có bầu. Cái gì? Em có cách này hay hơn. Cách gì? Huấn đi tốt cho đứa bé lắm á. Dạ. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Dập tắt lửa lòng 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.